chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình hóa trang như thế này là bởi vì hôm nay là ngày lễ hội hóa trang ở Mỹ. Thì khi mà mình có ngày lễ hóa trang như thế này á, thì mình sẽ hóa trang và sau đó mình sử dụng một cái rổ đó. Và mình sẽ xách cái rổ này, mình đi tới những cái căn nhà mà người ta có để những cái decoration ở bên ngoài và gõ cửa. Sau đó thì người ta sẽ cho mình kẹo đó. Thì ngày hôm nay mình với anh xã mình sẽ đi xin kẹo, thử xem là ngày hôm nay mình sẽ có được bao nhiêu kẹo trong cái rổ này nha. Ok các bạn, hiện tại thì mình đang ẵm bé mèo. Bé mèo đã được 1 tuổi. Bây giờ thì mình sẽ ẵm bé mèo đi xin kẹo nha mọi người. Ok, let's go. Milo, go get the trick or treat. Cái trái bí đỏ nha các bạn. Đó, thì ở đây á, người ta sẽ để kẹo. Cái này không phải kẹo mà cái này là đồ chơi. Đó. Toy. Như đồ chơi. Mà mình lấy một cái thôi để lại cho mấy đứa nít kia nó ấy nữa. Rồi. Ok, cái nhà đầu tiên thì mình đã lấy được một cái đồ chơi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ẵm bé mèo đi qua nhà khác xin kẹo tiếp. Very nice. Yeah. You were the first. Are you the second now? The first one I got the little doll toy. Oh yeah, yeah. Yeah. Do you like a Snickers bar or M&M's? The M&M, please. Okay. There you go. Yeah. Thank you. You're welcome. Do you like something too? Yeah. Sure. Okay. Mm-hmm. Pick something. M&M. Đây, anh xã mình cũng được một bịch kẹo M&M. Được hai bịch rồi. Đi tiếp nha các bạn. Let's go. Đây là cái nhà Halloween nha các bạn. Nếu mà nhà nào mà có kẹo họ sẽ trang trí như thế này. Đó. Giờ mình sẽ đi vô. Mình xin kẹo. Đây các bạn xem.
went in there. Cold. Anh xả mình. He's like, I'm staying warm. Con mèo nó trốn rồi nè mọi người. Mèo nó trốn chổng rồi. Trời ơi, nó lạnh. Giống như ẩm con. Giống như ẩm con đi. Thấy cái nhà này trang trí không? Đó. Nhà Halloween là vậy nè. White chocolate. Look at that. Yummy. Mm. Let's go. Hey, look at the decoration, babe. Mọi người nhìn cái decoration khi mà người ta look upstairs. Yeah. Has the zombies in the window. Mm. And then it has the other thing. Cái nhà mà người ta cho kẹo á là người ta sẽ làm nó nhìn thấy ghê lắm các bạn, giống như là nghĩa địa hay là ma quỷ gì đó các bạn, nhưng mà mấy cái này là giả hết nên mình không có sợ. Ok, đi tiếp. That's probably the best one in the neighborhood. Anh xã mình nằm bé mèo nha mọi người. Đó. Thì ở bên Mỹ khi mà mình đi xin kẹo á, thì mình phải hóa trang nha các bạn. Mình phải hóa trang thì người ta rồi xách theo cái giỏ nữa thì người ta mới bỏ kẹo vô cái giỏ cho mình. Well, they're done for the night for this one. Oh, they're done already. Yeah. Yeah, says so take a few. So. Đây là số kẹo mà tối nay mình đã xin được nha các bạn. Một cái là kẹo white chocolate nè. Cái này là có bánh ở trong nhưng mà ở ngoài thì nó có tẩm cái loại chocolate trắng. Đó, rồi hai bịch kẹo M&M. Rồi hai cái thanh chocolate mà ít đường. Rồi một cái hộp đồ chơi. Đó. Thì các bạn biết rồi đó, sau khi mà các bạn hóa trang rồi các bạn đến nhà gõ cửa thì người ta sẽ lấy kẹo cho mình. Và đây là cái kết quả mà mình đã thử đi xin kẹo năm nay. Thực ra thì mình lớn rồi, mình không có cần phải ăn kẹo đâu các bạn. Nhưng mà mình vì các bạn cho nên mình phải đội tóc giả rồi hóa trang đi xin kẹo. Thì cũng rất là vui khi mà mình được trải nghiệm thử thách đi xin kẹo như con nít vậy các bạn. Cái số kẹo này mình không có ăn mà mình sẽ để dành và mình cho mấy đứa con nít hàng xóm ở gần nhà mình đó. Và bây giờ các bạn cũng đã hiểu là cái ngày lễ Halloween ở Mỹ người ta như thế nào rồi ha. Thì nếu như mà các bạn nào mà
ở đạo Tin Lành hoặc là đạo Thiên Chúa giáo á, thật sự mà nói á, thì người ta không có chơi cái ngày lễ này đâu các bạn. Nhưng mà mình á, quay cái video clip này nhằm mục đích là để giải trí đó, và dành cho các em nhỏ, ok? Đó, thì kẹo là dành cho các em nhỏ mà các bạn. Còn nếu như mà các bạn không thích cái video này lắm á, thì hãy bỏ qua xem cái video khác nha. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Và hãy cho mình một like, một đăng ký và bấm chuông để tiếp tục theo dõi những video của mình. Và hẹn các bạn trong những cái video clip lần sau nhé.